Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình tối nay thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2020 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổ chức ôn tập cho học sinh thông qua hình thức dạy học trực tuyến, qua mạng thông tin nội bộ, mạng xã hội để đảm bảo kiến thức cho các em trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh COVID-19. nhiều tổ dân phố với những việc làm cụ thể đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, huyện Na Hang đang là vùng đất hứa cho các sản phẩm chè sạch xuất khẩu. Trong phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Dịch Covid-19, Mỹ đình chỉ các chuyến bay từ châu Âu trong 30 ngày. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị nhận định, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông sản hàng hóa của Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá tình hình, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đồng tình cho rằng, những tháng còn lại của năm 2020, toàn ngành nông nghiệp cần tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước, tăng cường xuất khẩu, phân đấu đạt được mục tiêu cao nhất mà chính phủ giao cũng tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm và triển khai các giải pháp đẩy mạnh tái đàn lợn. Hiện nay cả nước có 20 ổ dịch cúm gia cầm, bao gồm 18 ổ dịch H5N6 và 2 ổ dịch H5N1 tại 10 tỉnh thành phố chưa qua 21 ngày. Dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát tốt, cụ thể đã có 11 ổ dịch đã qua 15 ngày, 6 ổ dịch đã qua 8 ngày và 3 ổ dịch đã qua 3 ngày. Đến nay cả nước có gần 99% số xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày, trong đó có 39 tỉnh thành phố đã hết bệnh dịch tả lợn châu Phi. Về tình hình tái đàn lợn, tổng đàn lợn của cả nước hiện có 24 triệu con, bằng gần 74% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, các đại biểu dự hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý và các giải pháp nhằm đảm bảo cung cầu thực phẩm và bình ổn thị trường trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản là thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế vùng trên cơ sở tăng tỷ trọng nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả. Phần đầu năm 2020, tổng sản lượng thủy sản đạt 8,5 triệu tấn, tăng 4,4% so với năm 2019. Còn về thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản. Từng bước giảm dần mức độ phụ thuộc vào một thị trường đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa cao về xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý. phân đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản của năm 2020 đạt 42 tỷ đô la Mỹ. Thị trường lao động và việc làm đang chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình đó, các đơn vị doanh nghiệp đã đề ra những giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, thời gian gần đây, Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng người đến giao dịch việc làm hầu như không có, trong khi hồ sơ làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp thì lại tăng. Khi tổ chức các phiên giao dịch việc làm tập trung bị hạn chế do dừng các hoạt động tập trung đông người thì việc đẩy mạnh việc tìm người, người tìm việc qua mạng đã phát huy được hiệu quả đối với người lao động hiện nay thì cũng có cái tâm lý là lo ngại, chưa muốn đi làm trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã tư vấn về cái vị trí việc làm sau khi mà dấu hiệu dịch có cái dấu hiệu ổn định thì chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ cũng như là giới thiệu các bạn đi làm tại các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại công ty trách nhiệm hạn MSIB, một trong những công ty may lớn ở Tuyên Quang. Hiện nay công ty có 2.500 công nhân đang làm việc. Nhưng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, công ty vẫn cần tuyển dụng thêm 400 đến 500 lao động nữa. Trước tình hình đó, công ty đã đưa ra nhiều giải pháp như tuyển dụng tại chỗ, nâng các chế độ ưu đãi để thu hút người lao động. Đối với cái bệnh dịch của đợt này ạ, thì công ty với cả công đoàn cũng đã là tuyên truyền cho các chị em công nhân, đấy là thứ nhất là đeo khẩu trang đúng cách, hai là giữ vệ sinh cá nhân, sửa tay hàng ngày, ăn chín uống sôi. À, với công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn mới đã có những cái biện pháp để khuyến cáo tất cả các đoàn viên là tuyên truyền cho tất cả các đoàn viên biết về cái tình trạng cái bệnh corona này nó rất là nguy hiểm để, để phòng ngừa nó thì công đoàn công ty mới cũng đưa ra sáu cái biện pháp rất là đơn giản do bộ y tế khuyến cáo đưa ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các đơn vị doanh nghiệp sẽ phải nỗ lực khắc phục những khó khăn để đạt mục tiêu đã đề ra. Trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, các em học sinh trên địa bàn tỉnh phải nghỉ học kéo dài. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh thông qua hình thức dạy học trực tuyến, qua mạng thông tin nội bộ, mạng xã hội để đảm bảo kiến thức cho các em trong thời gian nghỉ học. trong những ngày con nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, chị Nguyễn Thị Minh Hường, tổ 5 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, đã dành nhiều thời gian để cùng con học bài. Đồng thời được các thầy cô giáo tổ chức dạy trực tuyến đã giúp cho con chị nắm bắt các kiến thức mới. Trong thời gian mà các con nghỉ bệnh dịch ý, thì các cô giáo và nhà trường cũng tạo điều kiện để gửi cho các con để học online trên máy tính. Thì theo tôi cảm nghĩ là các chương trình học này rất là bổ ích cho các con rất là nhiều kiến thức để cho các con học nó nhiều chương trình có thể là nhiều chương trình mới nữa để cho các con hiểu thêm nhiều và nhiều những cái câu hỏi mà tôi cảm thấy rất là hữu ích cho con. Nó có thể là nâng cao hơn nữa vì chắc trong chương trình chương trình học online này thì tôi thấy rất là bổ ích. Bên cạnh đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Viettel Tuyên Quang hỗ trợ các trường về kỹ thuật quay. Sau đó gửi lên trang Facebook của Sở hoặc mạng xã hội học tập trực tuyến viettelstudy.vn để cán bộ giáo viên và học sinh có thể xem và học trực tuyến qua đó, giáo viên có thể đưa bài tập sẵn có lên hệ thống để giao cho học sinh, kiểm tra việc hoàn thành bài tập và nhận báo cáo đánh giá từ hệ thống. Viettel thì là đơn vị là hỗ trợ trong cái công tác là triển khai cái việc là quay hỗ trợ quay bài giảng. Sau khi những cái bài giảng đấy được quay xong thì sẽ hỗ trợ là đẩy từ cái bài giảng cái sản phẩm đó, tức là cái khóa học cái video đó thì sẽ được đẩy lên cái hệ thống viettelstudy.vn và thì từ cái công cụ viettelstudy vn thì bên Viettel là đang hỗ trợ cho tất cả học sinh và giáo viên là đều có tài khoản miễn phí để truy cập ở trên công cụ đó vì ngoài ra ở trên đó thì trên Viettel Study của bên bên Viettel thì cũng đang có rất rất nhiều các khoa học miễn phí từ cấp 1 đến cấp 3 mà hoàn toàn là học sinh có thể chủ động vào để xem các bài giảng tương tác ở trên đó để tiếp tục ôn tập cho học sinh, các nhà trường đang thực hiện dạy trực tuyến online từ xa quay video, bài giảng và phát trực tiếp thông qua mạng xã hội, đăng trên hệ thống giáo dục của nhà trường cũng như của sở giáo dục và đào tạo để học sinh có thể theo dõi, tạo kênh học tập hiệu quả. Khi thực hiện dạy học trực tuyến, nội dung bài giảng được các thầy cô giáo lựa chọn, chuẩn bị đầy đủ, sao cho sát với chương trình học nhất, đồng thời vẫn có phần liên hệ thực tế, phần kiến thức mở để nâng cao hiểu biết cho học sinh. Ở nhà trường đã phân công các thầy cô giáo uh, chuẩn bị bài cũng như là các cái chuyên đề để dạy học chuyên đề toán, chuyên đề tiếng Việt và trong đó thì chuyên đề tiếng Anh nữa thì các thầy cô giáo đã chuẩn bị bài rất là kỹ lưỡng và cùng với nhà trường đã duyệt những cái bài đó và phối hợp với Viettel là ghi hình và chuyển bài trực tiếp lên truyền hình cho các em cũng như là gửi vào trang cá nhân Zalo cũng như là gửi mai của phụ huynh qua đó là đã giúp cho các em nghỉ học và ôn tập lại những kiến thức mà các em trong thời gian các em đã nghỉ. À, để tiếp tục củng cố kiến thức cho học sinh thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cho các cái nhà trường từ tiểu học cho đến trung học phổ thông là tổ chức biên soạn các cái bài giảng trực tuyến và đưa lên các cái trang fanpage của Sở Giáo dục Đào tạo để cho các em học sinh có cơ hội được ôn tập cũng như là củng cố kiến thức của mình trong cái đợt dịch này. À, ngoài ra thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng giới thiệu các cái trang web cũng như là một số các cái địa chỉ của đài phát thanh và truyền hình để cho các em như vậy là có thể tham khảo thêm các cái bài giảng của các thầy cô giáo ở các tỉnh ngoài mà giảng dạy có chất lượng để các em như vậy là củng cố kiến thức của mình. Với sự chỉ đạo kịp thời của ngành giáo dục và đào tạo, sự chủ động sáng tạo của các trường trong việc thực hiện các hình thức giảng dạy trực tuyến đã góp phần duy trì việc học tập của học sinh đồng thời tăng cường mối liên hệ giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong công tác quản lý giáo dục, giúp cho học sinh chủ động học và ôn tập, sẵn sàng bắt nhịp khi có lịch đi học trở lại. Cùng với các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh, tại thành phố Tuyên Quang, nhiều tổ dân phố với những việc làm cụ thể đã cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Đến từng nhà hộ dân trong tổ để thông tin tình hình và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Đồng thời nắm bắt tình hình cư trú của người dân, quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, các trường hợp tạm trú, đi và về địa bàn hàng ngày. Đây là cách làm mà Tổ dân phố 3, phường Minh Xuân thực hiện từ hơn một tháng qua, ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 Việc làm này đã nhận được sự đồng thuận của người dân trong tổ, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Phối hợp với các cô cộng tác viên của tổ dân phố thì nắm bắt các tình hình của xem các công dân đi và đến tại địa bàn phường Minh Xuân để hàng ngày là sáng là cứ 10 giờ sáng là báo cáo về trung tâm y tế thành phố. Trong công tác hàng ngày thì là cảnh sát khu vực phải xuống từng hộ nhân dân. Thứ nhất là để kiểm tra tuyên truyền, quản lý nhân hộ khẩu, di biến động của nhân hộ khẩu, tất cả những cái người nào mà đi khỏi địa phương mà đến vùng dịch và về và những cái người mà từ vùng dịch và về địa phương sinh sống là sẽ là nắm chắc và báo cáo lên. Để việc phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, cùng với sự đồng thuận của người dân thì tổ dân phố này đã phát huy được vai trò của chi bộ và các thành viên nòng cốt trong tổ dân phố, cùng với sự tham gia tích cực của cán bộ trạm y tế phường, công an phụ trách địa bàn chủ một cơ sở kinh doanh về nhà nghỉ thế nên là tôi cũng biết trách nhiệm của tôi tức là khi có khách lạ đến và nghỉ thì là tôi báo cáo cho bên phường công an phường Minh Xuân Điều đặn vào các buổi chiều hàng ngày người bí thư tri bộ tổ trưởng tổ dân phố này đọc các nội dung tuyên truyền khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19 qua hệ thống loa truyền thanh một công việc thầm lặng nhưng đã giúp người dân trong tổ tiếp nhận những thông tin chính thống và hữu ích, nâng cao ý thức trách nhiệm và nắm rõ các biện pháp để chủ động phòng ngừa. Hàng ngày thì tổ trưởng tổ nhân dân rồi bảo vệ dân phố rồi là cán bộ y tế thôn bản ấy đều phải phối hợp không chỉ là đi từng ngõ gõ từng nhà để mà nắm được cái thông tin kịp thời và để lại số điện thoại của tổ trưởng dân phố cho tất cả các hộ gia đình, rồi các cái hộ tạm trú, tạm vắng trên địa bàn thì đều có thông tin kịp thời trước 15 giờ hàng ngày để mà báo cáo cho ủy ban phường tổng hợp. Như vậy thì từng người đi đến ra vào địa bàn, không chỉ khách nước ngoài mà từ các cái tỉnh thành về sinh sống hoặc là uh, lưu lại trên địa bàn mình là đều mọi người đều có thông tin cụ thể. Với trên 140 hộ, hơn 760 nhân khẩu Việc chủ động các biện pháp tuyên truyền, quản lý chặt chẽ tình hình cư trú của người dân trên địa bàn như ở tổ dân phố 3 phường Minh Xuân đang góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Xác định trạm y tế là tuyến cơ sở gần dân nhất. Thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các xã trên địa bàn huyện Hàm Yên luôn làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, duy trì các biện pháp giám sát để có thể phát hiện, xử lý nếu có vấn đề phát sinh. Phóng sự được thực hiện tại trạm y tế xã Thái Hòa, đến trạm y tế xã Thái Hòa huyện Hàm Yên, nhiều hộ gia đình không chỉ được các y bác sĩ nơi đây khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe mà còn được tuyên truyền hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid-19 cho bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư. Theo như nhận thức của chúng tôi đã được tuyên truyền như nghe trên báo đài, TV đã phòng ngừa như là chẳng hạn như ăn chín uống sôi, đeo khẩu trang vệ sinh cá nhân. Nhà, nhà cửa thoáng mát để phòng chống cho gia đình và cho cộng đồng. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Trạm Y tế xã Thái Hòa duy trì thực hiện nghiêm trực 24 trên 24 giờ tất cả các ngày trong tuần để theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền cho người dân về tình hình dịch, triệu chứng, biểu hiện, những kiến thức cơ bản thực hiện vệ sinh cá nhân, biện pháp phòng chống. Thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn, chủ động đảm bảo cơ số thuốc, phòng cách ly trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ có thể xảy ra. Cái diễn biến rất khó lường của cái bệnh dịch bệnh do virus Covid-19 này thì chúng tôi có những biện pháp là phối hợp với lại chính quyền ủy ban nhân dân phối hợp với lại công an xã nắm chắc được cái danh sách của những người đi nước ngoài à, trở về và chưa về khai thác cái thông tin y tế ngay lập tức để chúng tôi có biện pháp à, tư vấn và phòng ngừa ngay từ cấp thôn. Hiện nay, cùng với các trạm y tế trên cơ sở địa bàn huyện Hàm Yên, trạm y tế xã Thái Hòa cũng đang tập trung cho công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Có biện pháp theo dõi, không để bị động bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 3, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có kế hoạch số 01 về phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona covid-19 gây ra. Kế hoạch tập trung vào 6 nội dung trọng tâm như sau. 1. Phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch bệnh. 2 tuyên truyền giáo dục mọi người dân chủ động tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng theo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp các cơ quan chức năng và khuyến cáo của bộ y tế tổ chức y tế thế giới who chủ động báo cáo cung cấp thông tin dịch bệnh trên địa bàn với chính quyền cơ quan chức năng tham gia giám sát việc khai báo y tế tại khu dân cư giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện những trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực bình tĩnh không hoang mang theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống Yên tâm vào chuyên môn của các y bác sĩ Việt Nam, không lan truyền thông tin bịa đặt, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. 3. Thực hiện khai báo y tế toàn dân theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và của Bộ Y tế. Việc khai báo y tế phải đảm bảo trung thực, chính xác để cơ quan y tế quản lý sức khỏe đúng quy định. 4 thực hiện khai báo tạm trú tạm vắng để tiến hành các biện pháp giám sát dịch tễ và theo dõi kiểm tra y tế nhằm bảo vệ sức khỏe của mỗi người và phòng ngừa lây lan cho cộng đồng xã hội. 5. Phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền chính xác, kịp thời, phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm với những biểu hiện chủ quan, thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe tính mạng của người dân, những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, những hành vi che giấu thông tin hoặc tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. 6 tuyên truyền biểu dương tinh thần, sự nỗ lực cố gắng, ý thức trách nhiệm cao của các cấp các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị, gương cá nhân điển hình trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam, tính đến chiều nay, 12 tháng 3, thế giới đã ghi nhận 126.529 trường hợp mắc COVID-19 ở 108 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.635 trường hợp tử vong trên 1.400 trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc. Đến ngày 12 tháng 3, thì Italia đã xác nhận 12.462 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số ca tử vong tại Italia là 827 người. Còn tại Việt Nam, 44 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã được điều trị khỏi. 119 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, 24.938 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trường hợp người Trung Quốc là công nhân tại khu công nghiệp Long Bình An bay từ Lào sang Việt Nam qua sân bay Nội Bài và được xe của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang đón về Tuyên Quang. Từ khi đến Tuyên Quang thì người này vào khu cách ly của công ty và không tiếp xúc với người khác. Khi trường hợp này có biểu hiện sốt, ho, khó thở, ngay lập tức đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tuyên Quang cách ly lấy mẫu xét nghiệm và đã cho kết quả âm tính với COVID-19. Đến nay thì toàn tỉnh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. Có 24 người nghi ngờ nhiễm đã được lấy mẫu và đều cho kết quả âm tính. Tình hình sức khỏe hoàn toàn ổn định, đã ra viện 23 trường hợp, còn một trường hợp đang được điều trị bệnh nền đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn tỉnh có 128 trường hợp theo dõi tại nhà và công ty do về và đến tuyên quang từ vùng dịch chưa qua 14 ngày. Hiện tại tất cả các trường hợp này sức khỏe đều bình thường. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến tình hình khan hiếm máu trở nên trầm trọng tại hầu hết các địa phương. cả người tiếp xúc hành khách chuyến bay VN54 phải cách ly. Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, huyện Na Hang đang là vùng đất hứa cho các sản phẩm chè sạch xuất khẩu, trong đó phải kể đến cây chè kia tăng ở xã hồng Thái. Cây chè đã và đang trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân nơi đây. Thu về hơn 250 triệu đồng từ 3 hectare chè kia tăng. Đây là số tiền không hề nhỏ đối với những người nông dân ở xã vùng cao như gia đình ông Lý Văn Đình ở thôn Quẻ Phầy, xã Hồng Thái, huyện Na Hang. Với ông Đình và 40 hộ dân trồng chè kia tăng trên núi kia tăng, cùng từ xuất khẩu thực sự là mới mẻ. Sản phẩm chè kia tăng đã vươn ra thị trường quốc tế, xuất khẩu ở một số nước như Đài Loan, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nhật. Từ xưa chúng tôi ở đây không có cái gì chỉ trồng với cây ngô, cái sắn mà thu không được. bây giờ đưa ra cây chè cho bà con chúng tôi ở trên này trồng ở trên vùng da vùng sâu là rất là phù hợp với cái khí hậu. Từ xưa là người già các cụ đã đề ra rồi mà mình về mình có nghiên cứu về cái cây chè ngày xưa là về trồng bây giờ là nó rất là hiệu, quả về kinh tế cho bà con ở trên núi kia Tăng này. Năm 2015, công ty cổ phần chè núi Kiệt Tăng đã chọn núi Kiệt Tăng xã Hồng Thái, huyện Na Hang để phát triển vùng nguyên liệu chè. Hai loại chè được trồng là giống chè Kim Tuyên và Phúc Vân Tiên. Vùng nguyên liệu chè trên núi kia Tăng ở xã Hồng Thái đã bổ sung vào cơ cấu giống chè trên địa bàn, giúp huyện Na Hàng có thêm sản phẩm mới. Sản phẩm chè kia Tăng, đặc sản của huyện vùng cao Na Hàng đã khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong sự liên kết theo chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm có giá trị cao. Hiện nay chè kia Tăng có giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng 1 kg. Để đưa sản phẩm chè núi Kê Tăng ra thị trường cũng như trong nước cũng như ngoài nước và để làm nên một sản phẩm an toàn cho người sử dụng đưa đến tay người sử dụng thì công ty đã sử dụng quy trình khép kín trồng chăm sóc và sản xuất ngay tại chỗ để có những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng trong thời gian sắp tới thì phía công ty có chiếm lược mở rộng vùng nguyên liệu để đáp ứng được nhu cầu thị yếu của khách hàng trong nước cũng như ngoài nước cũng như là cải thiện thu nhập cho người nông dân trồng trẻ. Lựa chọn loại cây công nghiệp phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu của địa phương đã mang lại lợi ích thiết thực cho 40 hộ dân tham gia trồng chè liên doanh. Công ty cổ phần chè núi Kê Tăng đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác trên đất dốc, chống sói mòn, sạt lở, môi trường sinh thái cũng như cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đầu năm 2018, Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đưa điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng vào hoạt động nhằm mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Sơn Dương. Sau 2 năm đi vào hoạt động, điểm giao dịch đã trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả, giúp cho bà con xóa nghèo, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nếu như hai năm về trước muốn giao dịch với ngân hàng, bà Trịnh Thị Thủy, thôn Lẹm, xã Cáng Nhật phải ra thị trấn Sơn Dương thì nay bà cũng như người dân trong xã đã thuận lợi hơn nhiều. Tuy là điểm giao dịch lưu động, nhưng tất cả các giao dịch mà bà Thủy cần đều được đáp ứng với chất lượng tốt nhất. Bây giờ đã có xe về đến đây thì chúng tôi đỡ được một đoạn đường thì nó đỡ vất vả cho người dân. Nhân viên phục vụ cũng rất là chu đáo và thuận tiện như chúng tôi giao dịch ngoài ngân hàng chính. Giống như một phòng giao dịch cố định, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng hoạt động với đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích như gửi tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, nộp thuế. Sau 2 năm triển khai, điểm giao dịch lưu động đã thực hiện được trên 350 phiên giao dịch, cung cấp dịch vụ cho hơn 28.000 khách hàng với số tiền giải ngân đạt trên 34 tỷ đồng. Với cái đội ngũ các thầy cô và cán bộ giáo viên thì các điểm lưu động đem lại cái rất nhiều cái tiện dụng trong cái việc mà rút tiền lương qua tài khoản đảm bảo nhanh chóng, an toàn, tiện lợi cái việc mà giúp đỡ các khoản vốn cho vay qua lương qua một số cái thế chấp đối với cán bộ giáo viên là cũng rất cán bộ rất là tận tình nhanh gọn. Điểm giao dịch lưu động của Agribank chi nhánh huyện Sơn Dương mang đồng vốn đến cho bà con và để đẩy lùi cái tín dụng đen trong nông thôn. Về triển khai điểm giao dịch lưu động không những góp phần giúp Agribank tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các xã vùng sâu vùng xa mà còn giảm thiểu tình trạng tín dụng đen, tạo thuận lợi cho người dân vay vốn để sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Tại Việt Nam, ngay sau Tết Nguyên đán, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến cho tình hình khan hiếm máu trở nên trầm trọng tại hầu hết các địa phương. Nhằm khắc phục tình trạng này, sáng 12 tháng 3 tại Hà Nội công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình hiến máu tự nguyện. Trong thời điểm khó khăn, chính các cán bộ y tế trên cả nước là người tiên phong chia sẻ thông tin và trực tiếp hiến máu. Nhiều đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ sở y tế tại Hà Nội đã tích cực chung tay tổ chức các ngày hiến máu tình nguyện với trên 5.000 đơn vị máu được hiến tặng. Đặc biệt, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận 36.000 đơn vị máu trong tháng 2. Riêng ngày hội hiến máu Xuân Hồng đã thu hút hơn một vạn người đăng ký hiến máu trong 12 ngày tại 7 điểm, tiếp nhận hơn 9.000 đơn vị máu. Đặc biệt là trong cái mùa dịch này, trong lúc mà rất nhiều người đang cần phải có máu thì tôi nghĩ là bản thân mình cũng như là những người khác khỏe mạnh thì nên cho máu để mà có thêm những cái góp thêm vào cái kho, kho, máu của quốc gia giúp cho những người cần thiết để cứu sống họ. Ba cái nguyên tắc chính của chúng tôi trong cái đợt vận động hiến máu cũng như tiếp nhận máu này chúng tôi gọi là ba nguyên tắc là ba a ba a ở đây ấy, với chữ a đầu tiên ấy, nó là an toàn cho người hiến máu chữ a thứ hai là đảm bảo an toàn cho người được truyền máu chữ A cuối cùng nhưng mà cũng là một chữ A rất quan trọng đấy là đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Theo thống kê, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 giai đoạn 2, đã có 70 lịch hiến máu với khoảng 12.000 đơn vị máu trong tháng 3 bị hoãn. Đây là thách thức đặt ra cho các cơ sở y tế, nguy cơ thiếu máu cho điều trị tăng cao. Hiện tại, các tài liệu liên quan đến dịch bệnh do virus corona gây ra như SARS, MERS hay COVID-19 đều chưa thấy có bằng chứng về việc các virus đường hô hấp có khả năng lây truyền qua đường máu. Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái triển khai lắp đặt hai máy đo thân nhiệt từ xa tại luồng ra vào thành phố, đồng thời bố trí nhân lực vận hành máy đo thân nhiệt kiểm soát y tế đối với người vào hoặc ra vùng biên giới qua trạm kiểm soát liên hợp km 15 bến tàu dân tiến. Tại đây, lực lượng chức năng bố trí hai phòng đặt máy đo thân nhiệt từ xa ở các lối vào ra và hai phòng cách ly ban đầu đối với những người có biểu hiện sốt cao. Đồng thời tiến hành lắp đặt biển báo phân luồng giao thông cho phương tiện và phân luồng cho người vào kiểm tra thân nhiệt. Bố trí các lực lượng tại đây để hướng dẫn giao thông nhằm phối hợp tốt trong kiểm soát dịch bệnh. Đến thời điểm này, tại vùng biên móng cái chưa phát hiện ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 hướng dẫn chi tiết nội dung cách ly với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054. Theo đó, đối với người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính, thực hiện việc cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Trong thời gian cách ly, cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi, giám sát sức khỏe. Trong trường hợp xét nghiệm âm tính vẫn tiến hành cách ly cho đủ 14 ngày. Đối với người tiếp xúc với người nêu tại điểm 1, tức là không tiếp xúc trực tiếp hoặc không tiếp xúc gần với người bệnh, thực hiện việc cách ly tại nhà cho đến khi đối tượng nêu tại điểm 1 có xét nghiệm âm tính. Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị quý bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Dịch COVID-19 đã đạt đến giai đoạn gọi là đại dịch khi có trên 125.000 trường hợp nhiễm bệnh ở hơn 100 quốc gia và hơn 4.600 người đã tử vong. Theo người đứng đầu WHO, ông Teros nhấn mạnh, việc mô tả tình hình hiện nay như một đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do sát COVID-2 gây ra và điều này không thay đổi những gì mà WHO đang làm và các quốc gia cần làm. Do đó, chúng tôi đã đưa ra đánh giá rằng COVID-19 có thể được gọi là một đại dịch. Tổng giám đốc WHO cho hay, đại dịch không phải là một từ dễ dàng sử dụng hoặc bất cẩn. Đó là một từ mà nếu sử dụng sai có thể gây ra nỗi sợ hãi vô căn cứ hoặc chấp nhận phi lý rằng cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh đã kết thúc, dẫn đến những tổn thương và nhiều cái chết không đáng có. Ông Tedros nói rằng COVID-19 là một cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, nhưng một số quốc gia thiếu quyết tâm trong chống lại dịch bệnh. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhiều lần cảnh báo mức độ nguy hiểm ngày càng cao của dịch COVID-19 với sức khỏe người dân toàn thế giới, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ COVID-19 thành đại dịch toàn cầu là rất thật. WHO cho biết 90% những người bị nhiễm là ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran hoặc Italia. WHO khẳng định tất cả các quốc gia có thể thay đổi tiến trình của đại dịch nếu các quốc gia phát hiện, kiểm tra, điều trị, cách ly, theo dõi và nâng cao ý thức cho người dân. Trước thực trạng trên, Tổng thư ký Liên Quốc ông Antonio Guterres kêu gọi các chính phủ trên thế giới khẩn cấp tăng cường ứng phó chống dịch COVID-19. Việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đại dịch là một lời kêu gọi hành động gửi tới mọi người ở mọi nơi trên thế giới. Chúng ta vẫn có thể chặn đứng diễn biến của đại dịch này, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải hành động. Tôi kêu gọi tất cả các chính phủ tăng cường các nỗ lực từ ngay bây giờ. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ cấm nhập cảnh từ châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày do lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên quan tới virus corona chủng mới SARS-CoV-2. Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ, để ngăn không có thêm các ca nhiễm mới xâm nhập vùng biển, chúng ta sẽ ngừng tất cả các hoạt động đi lại từ châu Âu tới Mỹ trong vòng 30 ngày. Quyết định mới có lực từ đêm ngày 13 tháng 3, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng châu có thêm nhiều ca nhiễm mới sát COVID-2 do chính phủ các quốc gia châu không thể ngăn hoạt động đi lại từ Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh COVID-19. Cũng trong bài phát biểu này, ông Trump khẳng định đây không phải là một cuộc khủng hoảng tài chính và cam kết sẽ có các biện pháp khẩn cấp để trợ cấp tài chính cho người lao động chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh này. Trong phiên điều trần ngày 11 tháng 3, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, ông Anthony Fauci cho rằng Mỹ cần phải thực hiện các nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại nghiêm trọng do dịch COVID-19 gây ra vào thời điểm này. Ông cũng cảnh báo Mỹ, dịch COVID-19 đang lây lan trên toàn cầu có thể gây tử vong cao gấp 10 lần so với cú mùa. Chuyên gia Antonio dự đoán dịch bệnh có thể trở nên tồi tệ hơn và nếu Mỹ không hành động nhanh chóng, họ sẽ bị chậm hơn vài tuần sau nỗ lực ngăn chặn virus lây lan. Sau khi WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, thủ đô Washington của Mỹ cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp với bệnh này. Thị trường thành phố Washington DC, Mỹ Bà Bowser hôm 11 tháng 3 tuyên bố về cả tình trạng khẩn cấp và cấp cứu y tế công cộng như một nỗ lực giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 mới tại thủ đô của quốc gia này. Mỹ đã chứng kiến với hơn 1.200 ca nhiễm và 38 trường hợp tử vong. Thủ tướng Italia hôm qua 11 tháng 3 tiếp tục ra lệnh đóng cửa toàn bộ các cửa hàng, văn phòng, quán ăn, trừ các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, trong bối cảnh Italia tiếp tục ghi nhận 196 bệnh nhân thiệt mạng và hơn 2.000 ca nhiễm trong ngày 11 tháng 3. Quyết định này có hiệu lực trong 14 ngày. Biện pháp này được đưa ra theo kiến nghị của vùng Lombardy để hạn chế đến mức tối đa việc nhiều người dân vẫn ra khỏi nhà dù không có việc cấp bách, bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Trước đó, mặc dù phong tỏa toàn bộ đất nước, nhưng chính quyền Italia vẫn cho phép các nhà hàng quán bar mở cửa đến 18 giờ hàng ngày, khiến nhiều người vẫn ra khỏi nhà. Việc xích chặt hơn nữa, các quy định diễn ra trong bối cảnh Italia vẫn chứng kiến số nạn nhân COVID-19 tăng rất cao sau hai ngày phong tỏa toàn bộ lãnh thổ. Trong ngày 11 tháng 3, theo số liệu của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia, đã có thêm 196 bệnh nhân thiệt mạng và trên 2.000 ca nhiễm mới tại Italia. Đây đều là các con số tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay, từ khi dịch bùng nổ ở Italia. Hiện nước này đã có tổng cộng 827 nạn nhân thiệt mạng và 12.462 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Italia cũng là nơi có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới, ở mức 6,6%, trong khi tỷ lệ này ở Trung Quốc chỉ ở mức 3-4%. Thế giới đang đối mặt với viễn cảnh nguồn cung dầu dư thừa nghiêm trọng khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành quốc gia mới nhất cho biết sẽ tăng sản lượng. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết công ty dầu khí nhà nước của nước này sẽ tăng nguồn cung cho thị trường lên hơn 4 triệu thùng mỗi ngày, bắt đầu từ tháng tư tới, lên 3% từ mức hiện tại. Động thái này diễn ra sau khi có thông báo tương tự của Ả Rập vào ngày 10 tháng 3. Nga cũng cho biết họ có kế hoạch sẽ tăng sản lượng. Sản lượng tăng của ba nước sẽ đáp ứng gần 5% nhu cầu toàn cầu. Những thông báo này diễn ra sau cuộc họp giữa các nước OPEC và các nhà sản xuất không phải thành viên vào tuần trước. OPEC đã thảo luận về việc điều chỉnh đầu ra để duy trì giá trong bối cảnh lo ngại sự bùng phát của virus corona sẽ kiềm chế nhu cầu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị phá vỡ. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh Tương Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 3 năm 2020, khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường, nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%.